Hôm nay Pu thi, chả có mua sữa gốc, Pu ăn cho đỏ nhé. Trong cửa hàng giúp tôi một lát, tôi chạy đi có việc gấp. Ở đây em. Đi có lâu không? Cũng chưa biết. À, 10 giờ có viên live stream, lên sóng muộn nhá. Bye bye. Ui, sao bà ấy tin mày thế? Người ta như thế mà mày gọi bằng bà. Con quyết định nhượng lại quán cà phê cho Quang với Lê quản lý. Còn con? Con sẽ quay lại anh học tiếp. Con nói thật hả? Thank you.